Welcome back to Transport The Game. Trong video ngày hôm nay thì Rick có một tin rất là đặc biệt muốn thông báo với các bạn, đó là về một cái con khủng long mới trong Transport The Game. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì đây sẽ là cái con cầm Sonathus. Trời đất ơi, không thể tin được các bạn ơi. Ở đây là con cầm Sonathus nha. Trời ơi, rồi cuối cùng cái bọn cầm xô, nó cũng tới Transport The Game rồi các bạn ơi. Má ơi, mốt mà nó ra cái con cầm Soraptor nữa là thích bỏ chạy luôn. Đúng như các bạn dự đoán, chúng ta sẽ có hình ảnh của con cầm Soraptor. Thì đây có thể là chỉ là một cái thông tin không chính xác thôi. Có thể là những cái con này nó cũng chưa ra, có thể không ra mắt, hoặc là sẽ ra mắt rất lâu để có thể ra mắt được mấy con này. Đó, thì Rick cũng không biết là thông tin có chính xác hay không, nhưng mà Rick đã có được cái con cầm Sonathus ở trên cái công viên của Rick rồi. Và cho các bạn xem những cái hình ảnh của nó đây. Đúng giống như bên Jurassic Alive thì con cầm Sonathus này nó cũng đi theo bầy đàn, không biết là cách đánh của nó như thế nào. Thì cái đó Rick sẽ cố gắng giữ bí mật cho đến khi mà có thêm nhiều thông tin. Ở đây Rick sẽ lấy những cái thông tin này ra để dụ người xem. Dùng từ dụ người xem đó, buồn quá dùng từ dụ người xem luôn. Đó, bạn thấy đẹp chưa? Rất cũng khá là giống bên Jurassic Online các bạn. Đây là con cầm Sonathus level 1 nha các bạn. Level 1, level 1 thôi. Đó, giá bán của nó là 2.000 DNA. Giá bán của cầm Sonathus này là 2.000 DNA. Đó, chủ yếu là video cực kỳ ngắn thôi, không nói nhiều. Quá đã luôn các bạn ơi. Còn nữa, các bạn nào mà chưa có update cái game Jurassic World The Game này thì hãy vào cái App Store hoặc Google Play update đi. Tại vì nó mới ra bản update, nên mới có thêm những con mới này được add vô, nên là Rick mới lấy được. Thì gửi lời cảm ơn tới bạn Lemon Man nha. Cảm ơn Lemon Man rất là nhiều. Rồi, còn bây giờ thì Rick xin kết thúc video ngắn gọn của Rick tại đây. Hy vọng là chúng ta sẽ có một video nói về cái con cầm Sonathus này càng sớm càng tốt. Wow, tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.